Gửi bé yêu, một dự án kết nối mẹ và bé của Mayquy Kids. Phần lời và giọng đọc của cô Quỳnh Hương. Phần âm nhạc của anh Tim Nguyễn. Con ốm. Chào con. Hôm nay chúng ta sẽ đối mặt với một trong những điều mẹ không muốn nhắc đến chút nào, nhưng vẫn là cái mà chúng ta phải vượt qua. Đó là những trận ốm ắt có của con trong những năm tháng đầu đời. Không sao cả con nha. Hãy tưởng tượng ra con giống như là một cái cỗ máy bé xíu mới được gửi vào đời để vận hành. Máy còn non nớt mà môi trường thì lại chẳng được lý tưởng như ở trong bụng mẹ. Cho nên việc đôi khi con sốt, con sổ mũi, con bị chút này chút nọ cũng là điều dễ hiểu thôi. Cũng có khi trận ốm của con là những trận ốm ắt có, thường diễn ra khi con chuẩn bị bước sang một chặng phát triển mới, như là chuẩn bị biết lật nè, mọc răng, biết ngồi, biết bò hay tập đi, vân vân. Vì vậy, việc của mẹ là không được để cho mình quá lo lắng. Phải bình tĩnh nè, để còn sáng suốt nhìn ra xem con bị ốm như vậy là từ những lý do gì, để còn có hướng xử lý cho phù hợp nữa chứ. Mẹ chẳng phải học ngành y đâu. Thế nhưng mà từ khi có con, mẹ bắt đầu quan tâm và đọc chăm chú các bài viết về sức khỏe cho trẻ em. Mẹ sẽ biết lau mát, chườm nóng cho con khi cần, biết những điều nên làm và nên tránh, và biết lắng nghe lời khuyên hữu ích từ các bác sĩ. Và mẹ hiểu, dinh dưỡng và sức đề kháng của mẹ cũng ảnh hưởng tích cực cho con nữa, vì con vẫn còn đang bú sữa mẹ mà. Và mẹ còn luôn ở cạnh con để truyền năng lượng tích cực sang cho con, để con mau lướt qua những trận ốm, để mau khỏe lại, mau tươi cười, ăn ngủ ngoan, chóng lớn nè. Con của mẹ can cường lắm nè, phải không con yêu của mẹ? Mẹ yêu con. Mẹ